cả nhà ơi. Tàu hiện tại bây giờ rời bến rồi. Thì tại vì cái thời gian mùa này là khách du lịch quốc tế là đi mùa Tết rất đông, cho nên tàu rời bến mà người ta không có cho mình ra đằng sau lên review. Chắc có lẽ là Duy sẽ cố gắng đi hỏi coi người ta có cho mình lên review cái lúc mà tàu rời bến hay không nha. Duy mời cả nhà đang chuẩn bị để xem lên sân bon tàu xem review lúc mà đang tàu đang xuất bến đang tàu. Em ơi, mấy giờ mới cho lên bon ạ? 10 phút rồi, ok. Cả nhà thông cảm chờ Duy tí xíu, khoảng 10 phút nữa Duy sẽ review lúc con tàu đang chạy. Thì sự thật thì cái khung cảnh hữu tình này, một bên thì núi, non và biển, và lúc tàu đang chạy thì tất cả lượng sóng nó bắn rất cao làm cho chúng ta cảm thấy rất là mát mắt và nhìn rất là hấp dẫn. Và cả nhà xem nè, tất cả mọi người cũng đi cùng Duy đi du xuân ở đảo Phú Quốc. Bây giờ tất cả mọi người đang về ha. Hello. Đây có một em bé rất dễ thương. Ở đây tàu có trang bị rất nhiều màn hình khởi động cho cả nhà xem đó. Đó bằng kiều nó đang cắt cả nhà. Dạ vlog gì đổ à? Vlog gì đổ? Vlog gì đổ? Dạ. Vlog gì đổ thân ái chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ, trở về nhà bình an và sang năm mới an khang thịnh vượng. Vlog gì đổ không những làm clip mà vlog đổ còn ảo thật nữa. Cả nhà có xem ảo thật không nào? Đây đâu anh xem thử cái này có phải là con ốc không? Muốn dặn ốc anh phải dặn ra đúng không? Nhưng mà nhà ảo thật thì không bao giờ làm như vậy. Tàu nó sàn quá. Đây đây để chú bà chú biểu diễn cho con coi nha. Nhảo thật thì chỉ cầm như vậy là con ốc có tự động đi ra thôi. Tất nhiên cái gì nó cũng phải có một cái quyết của nó. Cái này đúng rồi, tất nhiên là nó có một cái gì đó nhà sản xuất họ đã sản xuất ra, nhưng mà mình hiểu là như vậy. Giống như David Copperfield là mất tượng nữ thần tự do, thì các nhà khoa học biết rằng là có một cái sự ảo ảnh nào đó nhưng mà họ không thể giải thích được. Cười ơi, cười kìa. Đây thì em anh có biểu diễn ảo thuật trên vlog anh nhiều lắm. Em vô vlog ghi đổ đẹp ở đây. Ghi đổ vlog ghi đổ VLOG là ghi đổ là ghi đi vòng mình. Wow. Đặt trước này hình như là không có khách cả nhà ơi. Hôm nay tàu hơi bị vắng ha. Wow. Sóng hơi nhiều. Sống quá trời, Duy hơi khó đi nha cả nhà. Hôm nay tàu hơi sống nhiều. Hello. Have a good trip. Yeah, where you from? Czech Republic. Yeah, oh, Czech Republic. Yeah. Thank you very much. Mình không biết trên tàu người ta có cho mình ra phía sau hay không.